Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng ngày bầu cử vào Chủ nhật 23 tháng 5 tới đây, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên tiến hành trang hoàng cờ hoa trên các tuyến đường trung tâm thành phố Hưng Yên. Đến nay, công ty đã hoàn thành việc trang trí cờ hoa, bảo dưỡng vận hành toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn trang trí trên các tuyến đường tuyến phố chính của thành phố Hưng Yên để phục vụ đợt cao điểm chào mừng ngày bầu cử. Một số vườn hoa, công viên, khu vực quảng trường và giải phân cách giữa đường giao thông được tăng cường tần suất duy trì cây xanh, thảm cỏ, thảm lá, màu và hoa. Nhiều pano áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử cũng được các đơn vị khẩn trương thực hiện, góp phần tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, tạo không khí hăng say thi đua lao động sản xuất và sáng suốt lựa chọn bầu những đại biểu có đức, có tài vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thông qua lá phiếu cử tri của mình.